Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi bài tiếp nào. Rồi thì tụ chung lại thì bữa nay bây giờ mình đánh bộ bài này cấp 9 sao các bạn ha. Thì chủ yếu là mình mới chỉnh lại bộ bài xíu, nó còn 46 lá thôi, và lần này mình sử dụng sao biển băng thay vì biển thường. Mình tính dùng cái thằng người đánh cá huyền thoại ở bản này, nhưng mà thấy nó mod lên thành 2.500 với thủ 2.000 thì mà thật ra thì cũng thấy hay, nhưng mà sau đó nhìn lại thì thấy nó phải tiến tới 2 con mới gọi ra nó được thì dở quá. Cho nên là thôi, sau đó là quyết định là không có dùng nữa. Tại vì thật sự mà nói với các bạn thì cái thằng đó nó cũng, nếu mà nó hiến tới 2 con ra kiểu đó thì nó cũng chỉ ngang ngửa thủy bóng đêm. Nếu mà được cái sân biển nữa thì nó sẽ được một cái lợi thế, đó là nó mất luôn 2 lá rồi. Rồi ảnh khi chơi con này không ai chơi lại. Mà ta thấy không lợi nên ta cũng không muốn dùng nữa. Chơi gì ổng quất cái lá này luôn rồi ai chơi cho lại giờ. Rồi thôi kệ, cũng không sao các bạn. Tại ví dụ phải ra được cái sân biển, mà ra được con đó mà con nó hiến tới 2 con thì cũng chả phải dễ dàng gì để gọi được nó ra. Mình chỉnh bộ bài xuống 46 thôi, tại ảnh xài có 40 lá, mình cầm nhiều quá thì khó chơi. Rồi đây, từ từ, hy vọng là ảnh không mắc, ảnh mắc mưu của mình, ảnh ra một lá bài thôi là ảnh chết liền. Rồi ok, con này cũng được. Con này bên kia thì nó là rồng tự tử, còn qua bên này thì nó là con rồng ăn một con bên mình để mà tăng thêm 7 cho điểm công. Tính ra thì cũng lợi hại nhưng mà cũng không lợi hại lắm, tại hao quá đó mà. Mới vô là thực sự mạnh nhưng mà hao. Rồi đây, ảnh xài mới, lưu ý là ảnh xài được xài bài cấm, mình thì không nha. Rồi dùng con thất sắc kình ngư này đi. Nói chung là thôi, thấy cái sân kia thấy nó cũng cộng có 200 mà hơi ít. Đấu với K3 bản này ảnh xài bài mạnh không mà ra là mình không bút vô hết cỡ rồi mình chịu ảnh không thấu đâu. Thành ra thôi thay vì xài cái sân biển thường, mình xài luôn biển băng cho nó đã, cộng vô 500 đánh luôn. Dù cộng thì lên 2.300, quả mai đấu được với ảnh. Con này ở bên này có nhiều con nó lạ lắm các bạn. Cái này chịu rồi. Công 1.900 thủ 2.100, nó như là con một con siêu mình luôn. Mà nó lại là quái thường các bạn. Đúng là nó là một con quái có rất nhiều sai mà được ra thoải mái với ghê chứ. Nó bởi vậy mạnh quá rồi thành ra hóa bá đạo. Nhưng mà bá đạo ở đâu mà gặp thiết thủ giáp thì cũng mệt. Trừ khi là quá mạnh thì thiết thủ giáp thì chịu, chứ còn ví dụ như cỡ này thì thiết thủ giáp chơi được. Rồi xong bộ bà ảnh này chơi ảnh này bị tua ra con độc cô cầu bại, thành ra là mình cần phải hết sức cẩn thận. Độc cô cầu bại ảnh là dạng bị tua chứ phải dạng ánh sáng nha. Ở này chịu rồi, bá đạo quá. Này phải cho ảnh rút coi chứ biết sao giờ. Rồi ra con độc cô cầu bại luôn đi. Không ra hả? Ảnh ra thôi cũng khôn đấy. Ảnh ra cái ảnh biết mùi liền. Rồi chơi, quăng con này vô thì chẳng khác gì tiếp tay cho ảnh. Giờ mới ra được con quái rồi, nó mạnh mạnh bắn con này cái đã. À ảnh chơi qua Boku nha, coi chừng nha, nguy hiểm. Rồi ra con này cũng được, cũng mừng. Rồi xong ra con lá này. Nãy mà vô tình ra lá đó mình phá cái lá này của mình, chắc mình đi luôn quá. Con này thì sân biển thường nó không được búp, mà biển băng nó được búp nha các bạn. Có bạn hỏi mình là con này là tiên cá mà tại sao lại vô biển xuống biển không được búp, thì tại bạn nên nhớ nó hệ Warriors. Nó thuộc tính thủy nhưng mà hệ Warriors nên xuống biển nó không được búp. Nó chỉ được hưởng một cái effect, đó là khi mà ở trong cái trà, khi mà ở trên sân biển thì nó không, nó bị nhiễm phép thuật, còn nó giống như là cái thằng nó giống như là cái thằng người đánh cá huyền thoại vậy đó, nhưng mà nó được ra thoải mái thay vì là nó ra phải xung quanh. Rồi đây, con này thì cơ bản là lợi hại. Ví dụ là cứ một con ở dưới mộ nó sẽ được cộng thêm 100 điểm công. Tuy không phải là quá mạnh nhưng mà nhìn chung cũng có thể nói là bá đạo. Kiwi Magic Ranger, nói chung là nữ vô thủy bóng đêm mà phiên bản Kiwi các bạn.
Thế ra đó là Magic and Gear phiên bản hay phong hay gì hay âm. Cho nên nó là những thằng gió đấy, phù thủy gió. Nhưng mà dù dạng dùng phong ma pháp thôi cũng được. Trời. Hay à, con này thì không dám bắn rồi, cũng mừng. Rồi, quá, ôi, phải phá chứ, trời ơi, quên. Rồi, quên đấy. Phá trong trường hợp này có thể mình lỗ. Nhưng thôi kệ cũng không sao. Quên, mình đang có lá này ở đây mà. Ha ha, đi ra là miễn chiến bài. Rồi, rút ăn hên nha. Rồi, ok, mình hên rồi các bạn. Khỏi cần dùng cái con ánh cục quăng vô làm gì, thiếu thủ giáp là đủ rồi. Rồi, ok, 2006 bắn. Nó búp thêm nữa được không, con này nữa là cho anh đi luôn. Dạ vâng, Rush Game. Chủ tịch K3 toàn chơi vậy không? Tới lúc thua lại ấn nút như là cúp điện. Chỗ anh em chơi với nhau vậy không? Rồi, để vô set lại bài luôn. Rồi, ok, chơi lại các bạn. Hy vọng là ảnh đừng chơi rút dây điện vậy đó nữa, toàn chơi rút dây điện. Chơi chủ tịch mà không có chơi quân tử gì hết. Cho lần này ra quái hơi bị nhiều đấy. Giờ ra quái nhiều vậy làm sao mình dám úp cái bình này xuống đây. Rồi, 8 sao của anh có gì nào, vô đi. Trời. Ổng quốc thì kêu kinh thiệt. I end my turn. I don't think so. Cái gì vậy? À, cái con tắm mưa. Rồi, thất sắc tình ngư đâu, ra cho ảnh một trận đi. Thiệt. Quái 8 sao mà ra như là quái thường thì chịu ảnh luôn. Cái con thủ mẫu kỳ sĩ nãy thật sự là mình rất là tập với nó luôn á các bạn. Nó 8 sao mà nó ra như quái thường mà nó mạnh chứ đó, ai chơi cho lại. Bản này toàn nhiều cái lá bài mà nó búp sức mạnh rất là quá đáng. Con này từ 1400, 1200 lên 2100, 700. Chơi xong kiếm luôn mới ghê chứ. Cảm giác như là sức mạnh thăng tiến lên rất cao luôn các bạn. Cái này giống như là lên tới đời cuối rồi, sau nhiều năm luyện công miệt mài đó, nó mới lên được đẳng cấp đó. Vậy gần như là nếu mình không cầm những lá dạng này theo, mình đấu không lại ảnh rồi. Còn hơi là mình có chơi cái trò khóa mắt, khóa cái này khóa cái kia. Thật ra cái này nếu mà mình chơi với ảnh bằng cái bộ cái đứng siêu trời thì chắc được. Chẳng qua là mình đang muốn chơi bộ thủy thôi. Nếu mình dùng cái đứng siêu trời mình đánh bộ này của ảnh là ảnh cũng đi liền gì đâu. Rồi, ok. Ảnh cộng 500, mình cộng ảnh thêm 1000 nữa. Rồi, ok. Đấu với cái con này ghét gì sợ luôn á. Phải có những cái lá là dạng như phá bài mới phá được nó, chứ đánh thường không mà giết được nó còn hơi bắt nó phải rồ qua thủ thủ. Rồi. Không phải đại xa, nằm xuống đi. Rồi, vô. Từ sau lần ảnh qua cái đã. Tất nhiên rồi, lật qua. I activate my spell card. Trời, tam nga tề tuyết. Rồi, hôm sau mình quăng mình vô lại, có gì đâu căng. I end my turn. Rồi, cánh cục nằm xuống. Không cho bắn thì thôi, anh em chơi từ từ, không gấp.
biết là anh sẽ ra con này mà. Cái gì đây? À rồi, ok, anh ra độc cô của bại rồi. Này chịu. Tại ảnh ra sao các bạn. Độc cô của bại ra thì cũng được người cũng kinh. Nhưng mà anh không biết là mình có con cách cục. Con em quăng vô muốn gọi nó ra lần nữa không phải dễ. Thứ nhất là nó cần cái lá phép này, thứ hai là nó phải có con để mà nó hiến tế rồi nữa. À, con này xuống trước đi, tại nhất thời ảnh không gọi con đầu cô cậu bại ra được. Còn ảnh gọi ra được nữa thì ảnh bá đạo quá. À, bơm máu kinh quá chủ tịch ơi. I set this card face down. I end my turn. Rồi lá này nằm xuống. I end my turn. Rồi để xem nào. Kamiyoko ngon rồi. Anh úp bài nhiều vậy làm sao mình dám đánh được, ra cứ từ từ. Kiểu gì kiểu đây cũng có lá bài nào đó nó chống công thôi. Hai lá dễ có lắm, mọi người cũng có thể có kháng phép. À, giờ bô giờ hành 4 lá rồi, chịu rồi. Ba lá đang úp, lá này cũng máu thôi, cứ từ cho anh cộng nhiều nhiều tí. Giờ quăng ra thử biết ngay. Bắn. Biết ngay mà. Your pathetic attacks will never reach me. Rồi sao không sao cả, bình thường. Cũng đoán được anh sẽ chơi cái trò này rồi. Rồi 500 nữa. 7.300 anh cộng máu từ lên. I activate my spell card. Change of heart. Rồi cho anh lấy luôn đó. Rồi gọi ra được con kiwi này cũng bình thường. Cũng thường thôi, Kamiyoko ngay. Lá bài phản công đặc trưng của Yugi luôn. Rồi đây, để thử coi còn kêu gì không. Bắn. Hy vọng là hết. À, vẫn còn. Đúng là chủ tịch. Rồi 1.800.000 thôi. Hai chủ tịch chơi kinh quá. Đánh như như mà vẫn dính. Tại giờ không có lá bài phá phép của ảnh thì chịu rồi. À, mình không có cầm cái lá huyết hoa của phong bạo theo. Chỉ cầm mỗi bạo phong chi thuật chứ phong vũ chi thuật thôi. Rồi đây để coi ảnh còn chiêu gì nữa không. Dở lên luôn đi. Đây no, ảnh 3 mình 1 mà đâu có sợ lỗ. Hai con độc cô cầu bại là ngon rồi. Đây. Rồi không sao, cho ảnh cộng máu luôn, giờ mới phá nè. Bắn. Nó bạo phong chi thuật phá. Rồi xong. Rồi xin lên. Đây rồng thác nước. Rồi sau đó dỡ con này lên, thu hai con này về lát xài tiếp. Rồi phát thứ nhất 2, 6 đau như chủ tịch. Em đợi cơ hội phản công nãy giờ rồi. Hai con ngựa 8 sao chủ tịch là hơi bị lợi hại đấy. Kỵ binh 8 sao mà ra như kỵ binh 4 sao thì em chịu anh luôn. Và tổng phản công này là khá là kinh. Kéo lại máu chủ tịch xuống mà. Chúng ta chơi là phải từ từ, không gấp, ung dung không vội. Lại con này nữa, nhưng mà lần này mình có chuẩn bị rồi. Xuống hố đi chúng mình. Celtic Celtic mà đụng phải La Mã là chỉ có đi thôi. Cái gì đây? Ê trời, nó kéo dò chi thuật tôi. I set this card face down. I end my turn. Vẫn còn bài để úp à. Đó,
Rồi, chơi luôn. Có gì anh không bắn được mình. Úp con này xuống. Rồng thác nước đâu, bắn. Gì đây? À, mình chiến bài. Rồi, ok, chủ tịch cũng là lợi hại. Nhưng mà cũng là chủ tịch lợi hại thôi. Hãy chơi lại chủ tịch giờ. Ờ, con này là để vô nó chuyên dùng, nó gọi cái lá phép này ra nè. Nhưng mà ảnh làm gì còn đọc cô bài nữa để mà gọi. Rồi phá luôn. I activate my spell card. Rồi chơi. Ra tiếp. Ngửa lên. Làm một phát định giang sơn luôn cho bỏ ghét đi. 500 cũng được. 500 giờ thấm vô đâu hả chủ tịch? Đây con này đi vô. Giờ chủ tịch thấy làm sao? Một phát định giang sơn. Cầm theo cả Megamoy để phòng ảnh rồi các bạn. Rồi xong. No. Rồi anh em đấu tiếp có gì đâu căng. Rồi lại ra con ngựa 8 sao này nữa rồi. Nhìn lại con này 7 sao hay 8 sao ta? À, con ngựa này 7 sao, mình nói nhầm, xin lỗi các bạn. 7 sao thôi. 8 sao hơi quá. Cái này là thất tinh kỵ sĩ à. Thôi bên đây mình hay gọi nó là thổ mẫu kỵ sĩ, tại nó là lấy theo tên nữa là đất mẹ Gaia. Nhưng mà lần này thì chắc là phải lên tới cấp này rồi. Đây, mình gọi luôn con thất sắc tình ngư của mình ra nào. Bữa nay hơi nhiều số 7 đấy. Rồi, dụ nó bắn mình dở lên sao. Còn nó ra con sao tích cũng được. Biết ngay ảnh sẽ ra con này mà. Thử. Không sợ. Em mạnh hơn rồi nha. Mặc dù mình cũng không biết con cá này nó mặc giáp như thế nào. Thôi kệ. 200. Not bad. Trời ơi, con mình bằng điểm với con này, nó bắn được mình luôn. Tại phản đam ngược lại thì nó không chết. Bó tay. Chơi thế ai chơi cho lại. Tại giờ mình cố gắng sát thương vô mình bắn con này cũng không được. Để làm sao cho nó lật qua đã. Rồi từ từ. Đây lấy con này ra cái đã. Cái con này bên bản này nó lại không được gọi chính nó ra nha các bạn. Rồi ok, không sao, không sao, bình thường. Rồi đây. Rồi bữa nay em quê chủ tịch rồi nha. Con này ra sân. Rồi tạm thời cho con này xuống. Con này ra sân. Lá này úp xuống. Lá này quăng ra. Bắn phát này luôn cho bỏ ghét các bạn. Em quê chủ tịch nãy giờ rồi. Hả? Ây da, quả này kinh, quả này kinh. Rồi, kinh hơn Ngô Kinh thế rồi, ai chơi cho lại. Bắt ảnh phải lật qua. I activate my spell card. Đừng nói con ra kia ghi nha. À lá này hả? À lá này thì ta không sợ. Cũng phải lật lá này qua rồi. I switch it to defense position. Rồi ok.
mình không có đem lá xuyên giáp theo nhá. Xuyên giáp theo là ảnh mệt đấy. Rồi đây lá này là dùng để diệt con này, để nó có 18 thôi, nhạc chín bắn thì nó không chết. Rồi con này mình bắn cho một phát là nó đi, nhưng mà con này nó khá là mạnh, nó úp trời âm. Rồi này thì độc cô cầu bại này, chứ sức mạnh tình bạn và sức mạnh của phù thủy thì độc cô cầu bại cũng vậy thôi. Rồi để xem cái này để dàn lát nó có dành bắn con cá của mình á, mình gồng cái thứ giáp lên. À, con này là để gọi độc cô cầu bại ra nữa nè, nhưng mà giờ anh làm gì còn đủ quá để mà gọi độc cô cầu bại ra. Rồi ok, chủ tịch thích trẻ em trèo. Em bật chủ tịch nãy giờ rồi, chơi mà cái tật hay rút dây điện là em ghét lắm. Nên giờ chủ tịch có lời cuối cùng nào không? Rồi giờ cho con cá này nó táo chủ tịch, tính lấy cái bình gõ chủ tịch cái, chủ tịch lì quá thôi nó cho cá cắn. Sức mạnh của cá bảy màu đấy, cá bảy màu này là diệt lăng quăng, còn cá bảy màu của em là con cá bảy màu đột biến nên nó ăn người luôn chứ không phải ăn lăng quăng nữa. Rồi thôi đưa ba lá đây ông ơi, khổ ông quá rồi. Ồ oh, một con mới, ơ chính ra cái con này lại là con mình còn thiếu à. Don't think you've seen muộn đời vậy. I will get my revenge. Thì đây cái con mình còn thiếu chỉ là một cái con tào lao thiên tướng thôi các bạn ạ. Để coi nào. À, giờ chính thức là 100% rồi đấy. Dạ vâng, chính thức 100% rồi. Chính thức full 100% bài thì là cái con mà mình trước giờ mình còn thiếu là nó tào lao thiên tướng như vậy. Rồi thôi kệ nó cũng không sao các bạn. Rồi ok, gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Bye bye.